Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Khát vọng cuộc sống. Chúng tôi, những người làm chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư thái và hạnh phúc bên người thân và bạn bè. Quý vị và các bạn thân mến, người xưa rất coi trọng nề nếp gia phong, chú trọng bồi dưỡng các đức tính tốt cho con cháu. Họ lấy nhân, lễ, nghĩa, trí, tín và các tư tưởng hướng thiện, hướng đạo của văn hóa truyền thống để hướng dẫn chúng. Trọng đức tu thân trở thành nội dung chính của lời gia huấn của các dòng họ. Các thánh hiền thời xưa rất quan tâm thương yêu con cháu, nhưng cũng yêu cầu rất nghiêm khắc, giúp chúng luôn luôn theo thiện, đi nghiêm chính trên bước đường đời, không có gì oán giận và hối tiếc. Trí tuệ trong những lời dạy của người xưa đã cho hậu thế rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Khổng Tử dạy con học thi và lễ. Khổng Tử là nhà tư tưởng và giáo dục thời Xuân Thu, tương truyền có 3.000 học trò. Trong sách Luận Ngữ, Quý Thị ghi lại câu chuyện. Một hôm, học trò của Khổng Tử tên Trần Kháng hỏi con trai Khổng Lý của ông rằng: anh ở cùng thầy có nghe được lời dạy bảo nào mà không giống với người khác chăng? Khổng Lý nói: không có. Có lần cha tôi một mình đứng trong sân, tôi bước nhanh qua, cha tôi hỏi: học thi chưa? Tôi trả lời: dạ chưa. Cha tôi nói: không học thi không thể ăn nói được. Thế là tôi liền đi học thi. Lại có lần gặp cha, tôi bước nhanh qua, cha hỏi: có học lễ chưa? Tôi trả lời: dạ chưa. Cha tôi nói: không học lễ không thể đứng vững được. Thế là tôi lập tức đi học lễ. Tôi chỉ nghe được hai việc ấy thôi. Trần Kháng vui vẻ nói: tôi hỏi có một câu hỏi, lại hiểu ra được ba điều, biết được đạo lý học thi và học lễ, còn biết được là người quân tử đối xử với con trai mình không khác gì những trẻ em khác. Thật sự, thi và lễ đều là nội dung trọng yếu mà Khổng Tử giáo dục học trò. Khổng Tử cho rằng, dùng hình thức văn nghệ để giáo dục thường có hiệu quả cao hơn lối dạy bảo thông thường. Tương truyền, kinh thi có 305 bài, đều là ông tự mình biên soạn. Nội dung nhiều, quan hệ với đạo lý tu thân, hiểu mệnh, đi theo đạo nghĩa. Khổng Tử cho rằng, tu dưỡng đạo đức con người là bắt đầu từ đây, có thể nâng cao năng lực quan sát của con người. Ngoài ra, thông qua việc đọc kinh thi, sẽ học được rất nhiều tri thức lịch sử, tự nhiên và xã hội. Khổng Tử nói: hưng thịnh nhờ thi, đứng vững nhờ lễ, thành tựu nhờ nhạc. Ông cho rằng lễ chính là quy phạm hành vi lễ nghĩa và đạo đức của xã hội. Bắt đầu từ học lễ, giáo dục học trò xây dựng đức hạnh cho bản thân. Từ thực tiễn, dần dần bồi dưỡng ra những học trò có ý thức đạo đức tự giác, trở thành những trụ cột của xã hội sau này bằng tài đức tế thế an dân và thông hiểu đạo trời. Khổng Tử dạy con học thi học lễ, so với các học trò khác thì đều yêu cầu như nhau, không vì Khổng Lý là con mình mà nới lỏng yêu cầu. Từ đó thấy được rằng Khổng Tử đối xử rất bình đẳng với học trò, đồng thời gửi gắm nhiều hy vọng ở con trai. Người đời sau gọi phương pháp dạy con của Khổng Tử là thi lễ truyện gia. Nhan Chi Thôi là nhà tư tưởng và giáo dục thời kỳ Nam Bắc Triều của Trung Quốc. Ông xuất thân từ gia đình tri thức, được ảnh hưởng bởi lễ pháp danh giáo của nhà Nho, lại kính trọng tin tưởng thần Phật, vững tin vào nhân quả. Nhan Thị Gia Huấn là tổng kết kinh nghiệm lập nghiệp, sự thế và học tập cả đời. Bộ sách này được người đời sau xem như quy phạm gia giáo, có ảnh hưởng rất lớn. Cả quyển có 20 bài, nội dung chủ yếu nhấn mạnh tu dưỡng đạo đức. Cuốn sách lấy tư tưởng truyền thống của nhà Nho là thành tín, chính tâm, tu thân, tề gia trị quốc, bình thiên hạ để giáo dục con cháu, tuyên dương đạo đức cương thường cùng với tư tưởng báo ứng nhân quả của nhà Phật.
Đây là bộ sách có nội hàm văn hóa phong phú, cho rằng giáo dục con cháu phải xác lập chí hướng và lý tưởng cao xa, có chuẩn tắc đạo đức nhân nghĩa như nghiêu thuấn. Khi trải qua khổ nạn, vẫn phải chú trọng bồi dưỡng tiết khí. Ông nói, người có chí hướng cao thượng, có thể rèn luyện, nhờ đó làm nên sự nghiệp. Nhan Chi Thôi cho rằng, học tập mục đích chủ yếu là mở mang tri thức, hoàn thiện đức hạnh, hành đạo làm lợi cho thế nhân. Đầu tiên, phải có động cơ đoan chính, cần phải đọc sách thánh hiền, thực hành đạo nghĩa. Về phương diện học tập, ông chủ trương chuyên tâm, chăm chỉ, rèn luyện và thực tiễn. Ông rất coi trọng việc giáo dục con cái từ khi còn nhỏ, hơn nữa càng sớm càng tốt, không nên để lỡ mất cơ hội. Mấy người con của Nhan Chi Thôi mới 3 tuổi đã bắt đầu đọc sách và đọc thuộc lòng kinh điển. Khi các con hỏi, chúng ta biết cần phải đọc sách, nhưng tại sao lại sớm thế? Nhan Chi Thôi dạy, tiếp xúc với kinh sách thánh hiền càng sớm càng tốt, giờ trí nhớ tốt, thuộc lòng rồi thì thường là cả đời không quên. Nhan Chi Thôi còn giáo dục con cái, suốt đời đều cần học tập, siêng năng biết quý tiết thời gian. Bất kể là thời chiến tranh hay khi cuộc sống nghèo khổ, ông đều đôn đốc con cái chuyên cần học tập kinh sử. Ông còn nói, đọc sách thấu hiểu đạo lý, vào bất cứ lúc nào, nhất là khi nguy cấp hay mỗi khi gặp chuyện lớn thì hiểu biết rõ cần phải làm sao. Các con ông sau này đều có thành tựu rất lớn về kinh sử, đều trọng tiết tháo, làm việc có tinh thần trách nhiệm rất cao. Trong tranh vành nối, a ơi a ơi, con nằm con ngủ giấc nồng say sưa, tay bể tay bông chặt chiêu giọt sữa, mẹ mong con lớn lời ca dao đưa con về sự chờ suối nguồn thiêng liêng, lời ru một nắng hai sương nhớ cánh cỏ chờ niềm mơ ước thu qua đông về bốn mùa yêu thương mong con bình an sống nhân nghĩa làm người chỉ hiểu. Ôi đời người như dòng sông đó, khi vơi khi đầy, khi vinh khi nhục, bao lời dành bao tô ngày sau. Con hãy nhớ đời là vô thường, bao muôn phiền chẳng để trong. Quý vị và các bạn thân mến, giáo dục ngày nay dường như coi nhẹ đạo đức, chỉ chú trọng tới bồi dưỡng kiến thức. Một người có tài thì phải có đức kèm theo. Nếu không có đạo đức thì nền tảng của xã hội cũng bị phá vỡ. Những hậu quả khôn lường khi có một nền giáo dục không xem trọng đạo đức sẽ khó mà lường được. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng lắng nghe hai bức thư mà Gia Cát Lượng đã viết cho con trai và cháu trai của mình trong việc giáo huấn con cháu học tập. Một, thư răn dạy con, giới tử thư của Gia Cát Lượng. Phẩm hạnh của người tài đức song toàn là dựa vào nội tâm an tĩnh, tinh lực tập trung để tu dưỡng thân tâm. Dựa vào tác phong cần kiệm chất phác để bồi dưỡng đức hạnh. Không coi nhẹ danh lợi thế tục thì không thể sáng tỏ chí hướng của mình. Thân tâm không yên tĩnh thì không thể thực hiện được lý tưởng lớn lao cao xa. Học tập cần phải chuyên tâm dốc trí. Để tăng trưởng tài năng thì cần phải khắc khổ học tập. Không nỗ lực học tập thì không thể tăng trưởng tài trí. Không sáng tỏ chí hướng thì không thể có được thành tựu trong học tập. Truy cầu hưởng lạc quá độ và lười nhác phóng túng thì không thể phấn chấn tinh thần. Buông tuồng, hấp tấp thì không thể tu dưỡng được tính tình. Tuổi hoa trôi đi theo thời gian, ý chí tiêu tan cùng năm tháng. Cuối cùng như cây khô tàn lá héo, trở thành người vô tích sự, không có bất kỳ tác dụng gì đối với xã hội.
đến lúc đó ru rú trong xó nhà nhỏ bé của mình, đau buồn, than thở thì còn có tác dụng gì nữa đâu. 2. Thư răn dạy cháu trai, giới ngoại sanh thư của Gia Cát Lượng. Làm người cần phải có chí hướng cao thượng, lớn lao, xa xôi, ngưỡng mộ các bậc tiên hiền, giới cấm các ham muốn dục vọng, vứt bỏ các nhân tố ngăn cản mình tiến bước, khiến chí hướng mình hiển lộ và lưu tồn trên thân mình, rung động nơi sâu thẳm nội tâm mình. Cần biết co, biết duỗi, vứt bỏ những thứ nhỏ nhặt, thỉnh giáo, tham vấn rộng khắp mọi người, trừ bỏ nghi kỵ và keo kiệt. Như vậy cho dù gặp phải trắc trở, phải dừng bước cũng sẽ không tổn hại đến chí hướng, vui thú tốt đẹp của mình. Sao phải lo lắng không đạt được mục đích? Nếu chí hướng không kiên nghị vững vàng mạnh mẽ, ý chí không khẳng khái hiên ngang, như vậy sẽ tầm thường vô tích sự, trôi theo dòng thế tục, lặng lẽ bị tình cảm ham dục trói buộc, như vậy ắt sẽ mãi mãi trầm luân trong đám phàm phu tục tử, thậm chí không tránh khỏi trở thành kẻ dung tục. Giáo dục con cái vốn là chuyện không hề nhỏ, đặc biệt khi xã hội với nhiều cám dỗ và mê hoặc như hiện nay. Chúng tôi, những người làm chương trình cũng hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ tìm được cách giáo dục tốt nhất, phù hợp nhất với con cái của mình. Bởi giá trị cốt lõi của giáo dục chính là dạy con trở thành một người tốt, một người chân thành, thiện lương và luôn kiên cường trước mọi khó khăn của cuộc sống. Lời ru một nắng hai sương, nhờ cánh cò chở niềm mơ ước. Thu qua đông về, bốn mùa yêu thương, mong con bình an, sống nhân nghĩa làm người chí hiếu. Dành bao tô ngày sau, con hãy nhớ đời là vô thường, bao muôn phiền chẳng để trong tâm. Ôi làm người nhớ chân thiện nhân, tâm luôn bao dung khó khăn chẳng nề, lòng chân thật đưa con về chốn quê. Đời phó phong truyền con ơi hãy khắc ghi. Ôi làm người nhớ chân thiện nhân, tâm luôn bao dung khó khăn chẳng nề, lòng chân thật đưa con về chốn quê. Đời phó phong truyền con ơi hãy khắc ghi. Đời phó phong truyền con ơi. Chương trình của chúng tôi đến đây xin phép tạm dừng. Quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ chương trình trên trang Facebook và YouTube chính thức của Khát Vọng Cuộc Sống, cũng như theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp vào 20:30 tối thứ năm và chủ nhật hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.